Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã đến với chương trình Thế giới trong tầm tay với anh Trần Nguyên Thắng. Anh kính chào anh Thắng. Chào Nhất Anh. Dạ, trong một dịp lần trước thì mình có nói tới United Kingdom, và trong United Kingdom thì lại có bốn cái đất nước khác Đúng. nhau. Vậy thì mình chỉ mới nói có hai cái thôi, còn hai cái còn lại thì anh Thắng có thể nói được không? Nói đến hai cái còn lại đó thì chúng ta thấy đầu tiên là chúng ta phải nói đến North Ireland. Rồi sau đó chúng ta phải nói đến South Wales, England. England thì London rồi, London. Thế tuy nhiên thì chúng ta hôm nay chúng ta có thể nói một chút sơ qua về cái vùng thuộc về bên United Kingdom, đó là North Ireland, tức là Bắc Ireland á. Thế tuy nhiên thì nếu chúng ta nhìn trên bản đồ thì nó hơi có một cái confused lắm. Tại chúng ta nhìn thấy một cái đảo mà trên đó Scotland với England, thì Wales nó nằm chung một cái đảo. Còn một cái đảo khác bên cạnh đó thì nó gọi là Ireland. Nhưng mà trong cái đảo Ireland thì nó chia làm hai phần. Phần phía Bắc thì nó gọi là North Ireland. Và cái phần này thì lại thuộc về bên United Kingdom. Còn phía dưới thì họ hoàn toàn là họ có độc lập và chủ quyền riêng. Họ nói là Cộng hòa Ireland. Hai cái khác nhau, thấy không? Thế tuy nhiên đó, nếu mà Nhất Anh không để ý đó, Nhất Anh đi qua bên đó, đi qua bên Ireland, dù đi phía Bắc, phía Nam hay cái gì, chúng ta không để ý, chúng ta không biết chúng ta đang ở North Ireland hay là chúng ta đang ở một cái thành phố nào đó của Ireland. Không biết nó có liên hệ với nhau không? Tại vì thực sự mình đi, mình không có cảm nhận gì khác. Thành ra mình tưởng mình vẫn đi một chung một xứ thôi. Thế tuy nhiên thì nó khác nhau như thế này. Khi chúng ta ở bên North Ireland đó, thì chúng ta dùng cái đồng tiền pound. Bảng Anh đó phải không ạ? Bảng Anh đó. Nhưng mà khi chúng ta vào cái Ireland đó, Cộng hòa Ireland đó, thì mình dùng tiền là euro. Thành ra hai cái khác nhau. Thành ra đi qua đó quý vị có thể cẩn thận. Trong túi mình phải hai loại tiền. Hoặc là chúng ta phải có credit card là tiện nhất. Tại vì mình chỉ cần qua là khi mà mình trả tiền bảng Anh đó, họ sẽ thối mình lại tiền euro. Và mình trả tiền bằng coin thì họ không nhận. Thành thử chúng ta phải để ý điều đó. Nhưng mà nó nằm chung cái hòn đảo. Thì nói đến cái hòn đảo North Ireland thì chúng ta phải nói đến Belfast. Belfast là một thành phố lớn và đây là một cái thành phố mà nó cũng có một cái lịch sử, nó cũng 500-600 năm. Nhưng mà nó có một cái là có cái cổ kính, nhưng mà nó nằm ngay cạnh cái biển Bắc. Cái biển bên đó thì người ta gọi là biển Bắc. Tại vì cái đảo Ireland nó nằm bên cạnh của đất nước Vương quốc Anh. Nằm bên cạnh cái đảo chính. Thành thử họ có một cái phần nó gọi là biển Bắc, và bên kia, bên phía Tây thì nó gọi là biển Bắc Đại Tây Dương đó, North Atlantic Ocean. Thì ở cái Belfast này tôi đến thì thực sự nó là một cái thành phố, không biết nói là sao, nhưng mà cái đầu tiên cho chúng ta một cái ấn tượng về thành phố này là một thành phố sống về bằng một cái quá khứ, cũng không xa lắm mà cũng không gần lắm. Đây là cái thành phố mà đã nơi đóng cái con thuyền rất là nổi tiếng trên thế giới vào cái thế kỷ đầu thế kỷ thứ 20. Đó là con thuyền Titanic. Đó. Thành thử bây giờ chúng ta đến đó đó. Bây giờ mình bỏ qua những cái gọi downtown, old town hay là new town gì đi. Chúng ta đến với cái thành phố Belfast. Cái đầu tiên là chúng ta sẽ đi đâu? Chúng ta sẽ đến với cái khu vực Titanic. Cái chỗ mà ngay cái dock ngày xưa đã đóng cái con thuyền đó. Và họ làm một cái museum kỷ niệm về con thuyền đó. Và cái đặc biệt mà nói về cái con thuyền Titanic được ở Belfast này á, thì chúng ta có hình dung cái nơi mà hạ thủy con thuyền, nơi đóng con thuyền đó. Bây giờ họ được tráng xi măng, họ làm nó thành một cái sân. Và cái sân đó, trên đó họ vẽ là cái hình thù của con thuyền Titanic, cái độ lớn giống hệt như vậy. Và những cái ống khói, nhớ cái Titanic nó có ba cái ống khói lớn không? Thì ba cái ống khói đó cũng được đúng cái vị trí của nó. Và trên cái con thuyền nó có những con thuyền cứu hộ đó, thuyền emergency đó, thì nó ba, tôi nhớ là như mỗi bên ba hay bốn cái, và nó có bốn cái thì họ cũng vẽ bốn con thuyền đó được làm trên cái mà gọi là cái giống như một cái thảm xi măng vậy đó. Thành thật cho để cho người sau này có thể hình dung đó là nơi mà con thuyền Titanic ngày xưa được đóng vào đó, ở đó và hạ thủy đó. Được đóng vào năm 1911. Có nghĩa là không có ngờ là một cái thành phố mà giống như là
người biết tới, nhưng ví dụ như giờ những anh nói Belfast thì sẽ không biết là nó như thế Tôi không nào. biết là bà nghe nói tới Belfast nhất là các biết không, nhưng mà Belfast thì đối với cái thế kỷ đầu thế kỷ thứ 20 họ là nổi nổi tiếng lắm. Nổi tiếng là cái gì? Là tại vì nó là cái chỗ là một cái cảng lớn và nó tụ tập tất cả những nhân công của khắp nơi để đổ về để bắt đầu xây dựng những con thuyền thuyền lớn, và trong đó Titanic là một con thuyền lớn. Đó. Vậy thì mình khoan mình tiếp theo mình khi mình nói tiếp về cái trong Purpose nó có cái gì đó thì cái thời tiết như thế nào ở chỗ đó. Thời tiết của Belfast như thế này, mình đi vào mùa hè, Belfast cũng không có nói nóng như ở những nơi Những nơi khác ở khác. phía miền Bắc Bán Cầu. Chẳng hạn chúng ta đến New York, chúng ta đến Los Angeles, chúng ta đến với London, Paris, chúng ta cảm thấy rất là nóng. Tokyo nó rất là nóng vào cái mùa thời tiết của tháng 7, tháng 8. Thế tuy nhiên, cùng cái thời tiết đó mà ngay tại Belfast tương đối dễ chịu hơn rất là nhiều. Và nhất là buổi chiều, buổi sáng thì nó tạo cho mình cảm thấy dễ chịu lắm, rất là mát. Nhưng mà cái thành phố thì nó cũng cũng khó nói là nó cho mình cái ấn tượng như thế nào, nhưng mà cái thành phố nó không cho mình cái gọi là cũ quá mà cũng không cho mình cái mới quá, mà chúng ta đến đó là chúng ta có thể đi vào những cái quảng trường. Quảng trường ở của Belfast thì rất là nhỏ nhưng mà nó có rất là nhiều quảng trường, thành ra chúng ta phải biết chúng ta đang ở cái quảng trường nào và chúng ta có thể hẹn nhau ở một cái quảng trường nào, và mỗi quảng trường đều mang tên một cái khu vực và gọi là mậu dịch của nó. Thì đó đó là Belfast, một thành phố hoàn toàn là về harbor, về kỹ nghệ đóng tàu và về những cái gọi là những cái công nghiệp của đầu thế kỷ thứ 20. Cảm ơn anh Thắng và trên hy vọng trong phần sau thì Thắng sẽ kể nhanh nhiều hơn về Belfast nữa. Nhanh kính chào khán giả của Người Việt TV đã quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, khi mà anh Thắng đang dẫn những anh và cũng như khán giả đi du lịch tới Belfast, là một thành phố ở North Ireland. Ireland, và nằm trong Vương quốc Anh. Đúng vậy. Tiếp theo đó thì mình sẽ đi đâu khi mà mình tới Belfast anh Thực sự thì nếu ở Belfast thì đối với cá nhân tôi đó thì cái thu hút nhất cho người khách du lịch đó là cái Titanic. Tại vì chúng ta đến đó chúng ta có thể vào những cái museum của nó, và ngay đó người ta xây dựng một cái museum mà Thắng? bây giờ nó trở thành vừa là shopping vừa là gift shop, nhưng mà nó xây dựng theo cái hình ảnh của cái con thuyền Titanic. Có nghĩa là nó gợi nhớ lại cái quá khứ của xưa. Nó gợi nhớ cho chúng ta đến và đến cái con thuyền Titanic. Nhưng mà đặc biệt đó, nếu chúng ta đi vào trong cái thảm xi măng mà tôi vừa mới nói là nơi nó vẽ cái con thuyền Titanic ngày xưa đó, thì ở đó người ta để trưng bày một cái mảnh mảnh sắt có thể nó lớn bằng cái bàn này của chúng ta đây. Nhưng mà cái đó là cái mảnh đó là cái là vỏ tàu của cái Titanic. Và cái vỏ tàu đó bây giờ người nào du khách có thể đến cũng có thể gõ vào cái vỏ tàu coi cái thép cái độ cứng của nó như thế nào, vậy mà mới đụng với cái bằng đã bị bể. À, thành thử cái đó là một trong những cái mà về sau khoa học đó, những nhà nghiên cứu họ phát hiện ra cái đó là cái vào cái thời điểm của cái Titanic đó, cái vỏ tàu họ được làm những bằng cái mảnh kim loại như vậy đó, cái hợp kim đó rất là cứng, rất là tốt. Nhưng mà người ta không nghĩ đến một cái điều là những cái hợp kim đó khi mà nó đi trên biển, khi mà nó vào những cái dòng nước lạnh, khi nó lại không chịu được cái độ lạnh, và khi mà nó gặp cái băng tảng như vậy, nó chịu cái độ lạnh như vậy đó, thì cái hợp kim nó trở thành rất là giòn. Khi mà nó giòn như vậy, khi nó đụng vào bất cứ một cái gì Thì nó cũng dễ vỡ. dễ vỡ, và cái Titanic nó bị một cái vấn đề như vậy. Và có lẽ và đó cũng là một cái mà người ta đã học được, và về sau tất cả những cái loại hợp kim để làm cho tàu đó đều được làm với một cái độ chịu lạnh tốt hơn rất là nhiều. Còn đó là một cái kinh nghiệm. Nhưng mà cái con thuyền Titanic với hơn 1.500 nhân mạng đã chìm xuống lòng biển, nó để lại cho người ta bài học rất là đắt giá. À, nhưng mà con thuyền đó đóng rất là tốn kém và rất là sang trọng, tại vì họ dự định cái đó con thuyền đầu tiên của con người đầu thế kỷ thứ 20 sẽ gọi là đi xuyên qua Đại Tây Dương để đến tới Hoa Kỳ đó. Và người ta nghĩ rằng đó là cái chuyến đi sẽ rất là thành công, nhưng mà không ngờ đó là một chuyến đi định mệnh. À, thành thử thì đến với cái khu vực của Titanic Quarter, tức là nằm trong cái thành phố Belfast đó, thì chúng ta thấy cũng có một nỗi buồn buồn. Và trong khi chúng ta đến cái khu vực Titanic Quarter đó, thì có một cái bảng tên của những người Xấu số. không không những người đã chìm theo con thuyền đó thì được ghi lại ở đó, và đó cũng là một trong những cái điểm có lẽ tôi cho là thu hút chính của thành phố Belfast. Còn ngoài ra thì đến Belfast thì chúng ta phải có những thì giờ rỗi rảnh,
chúng ta có thể làm những ly cà phê, chúng ta có thể ngồi nhâm nhi một tí rượu, chúng ta ngồi có thể nghe một cái square nào đó rất là ấm cúng, rất là dễ chịu, để cho mình thấy một cái không khí tương đối là không đến nỗi quá vội vã như ở những thành phố lớn. Yeah. Mặc dù Belfast là thành phố lớn của North Ireland. Có nghĩa là mình là một trong những thành phố như là nổi bật của một đất nước, nhưng mà thực ra tới đó mình lại có một cái cảm giác giống như là nó êm đềm, êm nó đềm hơi lắm, quá êm khứ đềm. Đúng không ạ? Tất cả những cái thành phố mà của Ireland mà tôi đi qua đó, nó đều cho mình cảm nhận cái sự êm đềm lắm. Thành ra chúng ta trong tương lai chúng ta sẽ nói chuyện thêm những thành phố như là Dublin, chúng thành phố là Galway, thành phố là Killarney. Đó là những thành phố rất là đẹp của Ireland mà tôi recommend nhất anh nên đến để biết về một cái văn hóa nó hoàn toàn khác hẳn những cái văn hóa ở trong cái lục địa Âu Châu. Vậy thì nãy giờ thì mình nói Belfast rồi, thì anh Thắng còn có những nhiều điều gì ở Belfast mà muốn chia sẻ với khán giả nữa không? Nói đến Belfast thì ngoài những cái điểm mà chúng ta vừa mới nói thì nó cũng có thêm những cái museum hoặc là những cái khu vực nhà thờ. Tuy nhiên thì có lẽ cái hình ảnh của cái Titanic Quarter đó làm cái hình ảnh cho mình nó chiếm hết một buổi chiều, một ngày ở đó để chúng ta có thể đi xem những cái di tích, những cái câu chuyện về Titanic. Và chuyện Titanic thì nhất anh biết đó thì nó ta làm thành một cuốn phim rất là nổi tiếng đúng không? Titanic cách đây cũng có chục năm rồi. Thành ra đó là một cái phim mà hết sức là tương đối là thành công và tạo một cái câu chuyện về Titanic, nhưng mà cái câu chuyện đó thì có lẽ là câu chuyện phim thôi. Chứ còn thực sự cái Titanic thì không biết nó như thế nào. Có nghĩa là mình khi mà mình nghe câu chuyện về một cái về Titanic, rồi mình coi một bộ phim về Titanic nữa, rồi sau này thì mình lại đặt chân lên đúng cái chỗ mà đã đúng, làm ra con tàu Titanic nữa, thì cái sự có những cái cảm đúng nhận vậy, đúng rất vậy. Là khác đúng, đúng không ạ? Tại vì cái chỗ là mình thấy cái chỗ đây là nơi đóng cái con thuyền đó, và nơi hạ thủy con thuyền đó, và nơi người ta đã bỏ bao nhiêu công sức để làm cái con thuyền đó, và cuối cùng chỉ một chút tai nạn xảy ra và con thuyền đã chìm trong vòng có đụng vào cái tảng băng của con thuyền Titanic chỉ có hơn 2 tiếng đồng hồ để chìm hẳn thôi. Thành ra chúng thấy được là nhanh lắm. Cảm ơn anh Thắng rất là nhiều, và trong chương trình lần sau thì mình sẽ đi tiếp những thành phố khác của Vương Khanh. Đúng vậy nhất anh, tại vì Ireland phải nói đến Ireland khoảng nếu mà trình bày bằng ngôn ngữ khó lắm. Tại vì thực sự đối với cá nhân tôi khi tôi đến bất cứ cái thành phố nào của Ireland đó, tôi đều thích cả và cảm thấy dễ chịu, cảm thấy một cái sự cái không gian bao la mà nó êm đềm, mà nó cho mình cái không có quá hiện đại như bây giờ. Không có thành phố nào của Ireland mà tôi cảm nhận được có những cái building cao tầng hoặc là sự vội vã quá đáng. Thành thử Ireland là một hòn đảo mà tôi nghĩ là chúng ta nên đến để cảm nhận được một cái văn hóa rất là đặc biệt của cái hòn đảo đó. Cảm ơn anh Thắng và nhân hẹn anh Thắng chương trình lần sau.